Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Khu dân cư khu phố 2, phường 6, quận 11 đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2023, tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải. Thời gian qua, khu dân cư khu phố 2 phường 6 quận 11 đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào hoạt động, phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp lá lành đùm lá rách như vận động 10 triệu đồng cho người dân ốm đau qua đời, xây dựng một căn nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Khu phố cũng tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc số tiền hơn 15 triệu đồng, đề xuất chăm lo một số tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho thanh niên lên đường nhập ngũ thay mặt lãnh đạo thành phố phó bí thư thành ủy nguyễn hồ hải ghi nhận cảm ơn và chúc mừng khi địa phương đã hoàn thành tốt các phong trào trong năm qua và gửi gấm mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau và đồng hành cùng địa phương để khu phố ngày càng sạch đẹp văn minh an toàn nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy và chống lại các hoạt động phá hoại môi trường mỹ quan đô thị Dịp này, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn khu phố cũng đã đăng ký các công trình trong năm 2024 như vận động mở rộng hẻm, sửa chữa nhà tình thương cho hộ nghèo, vận động thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự chấp hành nhập ngũ, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt việc tốt và các gia đình học tập tiêu biểu.